mọi người, hôm nay là mùng 9 thì tầm 1-2 hôm nữa là em bắt đầu em vận chuyển dần cho khách hàng vào trong Việt Nam. Nhất là này thì khá nhiều khách ở trong Nam cộng rồi mà em đang liên hệ xe để lấy cho năm mới để chuẩn báo cho mình ấy. Em đã lên sóng đàn này để cho anh chụp quốc tử ạ. Đàn này thì cực kỳ là nhiều con bực luôn. Nên là mọi người mà nuôi bực tử huấn luyện ấy thì chọn đàn này nó cực kỳ là nhìn xem cái về cái mảng màu của nó nhé. Cái mảng màu của nó thì cũng khá là đẹp. Nếu mà các anh mà thích cái phả đỏ đen mà mặt đen, gầm đen, bốn chân đen ấy. Chân thì là đỏ vã trời. Hầu hết là đang bắt đầu đang ở trên từ trên chân tai xuống rồi thì khoảng tầm một thời gian nữa thì nó sẽ bắt đầu lên cái chất lông ấy. Lần này thì sáng nay em mới chuyển từ Hòa Bình ra nên là bây giờ đi thì nó còn hơi mệt một xíu ấy, thì em sẽ test qua cho mọi người xem nhé. Còn video mà thần kinh mà mọi người muốn cắn cực kỳ là căng, thật căng ấy, thì là mọi người cứ xem trên kênh YouTube của em là hôm trước ấy, thì em có đăng lên mấy cái video liên tiếp của cái đàn này luôn, rất là căng luôn. Đục rất là nhiều nhá. Đợt trong Tết thì rất là nhiều anh hỏi đục luôn, mà những cái đợt đấy em lại xuất là cái nhiều hơn. Đợt này ra Tết hầu hết là đàn nào cũng thế, lại toàn đục luôn. Chỉ một cái này trước đây. Đang còn hơi triệu chứng say xe hơi mệt chút. Anh quay từ trên xuống này. Nhảy cắn vào cả tay mình này. Quay từng con ấy, nhấc được cái gầm lên để cho mọi người xem cái gầm của nó rất là đẹp luôn. Cái này tầm muốn đắp trên nhỉ, đắp tay không? Cắn cừ rất là mạnh luôn ấy. Cái rẻ này ngắn quá, không tiết được luôn. Con sống lưng đen, con đỏ bã trầm đậm. Có cả gầm đen và yếm trắng nhé. Cho các anh nha. Đầy đủ lựa chọn luôn. Say xe chưa? Không ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh của đàn này luôn. Hôm trước em quay gần ra Tết ấy, mùng 2 Tết em đã quay rồi nên là nó hơi bé hơn. Lần này thì em chuẩn bị xuất bàn chính thức rồi nên là nó to hơn nhé mọi người nhé. Trung bình là thấp nhất là cũng 7 cân rồi, dao động đàn này dao động là 7 đến 9 cân một con luôn. Đảm bảo là đủ tiêu chuẩn xuất bán cho mọi người. Và tất cả các đàn xuất bán của bên em ấy thì sẽ cún thì sẽ đều được tẩy run và tiêm phòng 2 mũi vaccine phòng 5 với 7 bệnh của Mỹ luôn. Em sẽ gửi kèm cái sổ tiêm kèm theo cái nắp lồng như mọi khi. Các anh nào mà đã từng theo dõi video ở trên kênh của bọn em ấy thì khi mà đóng lồng bọn em bao giờ cũng sẽ gửi thì kèm theo một cái cùi. Trong đấy thì đều tặng kèm khách hàng có cả hộp men tiêu hóa đấy nhá. Trong đấy thì hướng dẫn chăm sóc, kể cả anh nào chưa có kinh nghiệm nuôi hoặc là đã nuôi lâu năm rồi thì em gửi đều gửi kèm một tờ hướng dẫn chăm sóc luôn. Về mình có thể đọc qua như thế để nó bỡ ngỡ mới về nhà mới ấy. Rồi ạ. Tại vì là đợt này là các anh lại ra đầu xuân năm mới lại rất là thích cái, nên là cái đàn này hầu như là các anh bắt rồi, còn lại đục thì toàn con đục đẹp luôn mọi người ạ.
đực màu rất là sạch luôn, lông đỏ sạch, toàn gầm đen lông sạch luôn ấy. Thì ngày mai em sẽ quay cho mọi người để cho các anh nào mà thích nơi huấn luyện thả phát bỉ màu đỏ của cái đàn này nhá. Xin chào mọi người.